Tiền vệ Bruno Fernandes đạt mốc kép ấn tượng tại Premier League 2020-2021 khi trở thành cầu thủ thứ 3 tính ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, đạt cột mốc ghi bàn và kiến tạo hai con số cùng ghi bàn và kiến tạo từ 10 lần trở lên đến thời điểm này của mùa giải 2020-2021. Trước tiền vệ của Man United, Harry Kane và Thomas Muller đã chạm đến cột mốc này. Tiền đạo của Tottenham ghi 13 bàn và có 11 pha kiến tạo ở Premier League, trong khi ngôi sao của Bayern Munich ghi 10 bàn và có 10 pha kiến tạo ở Bundesliga, tổng cộng trên mọi mặt trận. Bruno đã ghi 22 bàn cho Man United đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, tuyển thủ Bồ Đào Nha còn có 12 đường chuyền thành bàn. Với bàn thắng vào lưới Eintracht Frankfurt vào cuối tuần qua, chân sút Robert Lewandowski của Bayern Munich tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu 2020-2021. Hiện tại, cầu thủ người Ba Lan có được 26 bàn từ đầu mùa giải để độc chiếm ngôi đầu trong danh sách vua phá lưới Bundesliga. Không những thế, với hệ số quy đổi là 2, đồng nghĩa Lewandowski đang có được 52 điểm để tiếp tục dẫn đầu cuộc đua giành chiếc giày vàng châu Âu. Đối thủ đang bám sát Lewandowski là Kasper Janker, tiền đạo thuộc câu lạc bộ Bodø Glimt thi đấu ở giải vô địch quốc gia Na Uy. Tuy nhiên, chân sút 26 tuổi người Na Uy đã hết cơ hội bám đuổi bởi giải vô địch quốc gia nước này đã kết thúc. Chung cuộc, Janker có được 27 bàn và hệ số quy đổi 1.5 giúp anh giành 40,5 điểm. Bắt đầu từ tháng 4 tới đây, ba đại diện V-League là Viettel, Sài Gòn FC và Hà Nội FC sẽ bước vào thi đấu ở đấu trường châu lục. Tình hình dịch Covid-19 đem đến nhiều khó khăn, nhưng không phải là không có giải pháp cho các đội bóng của Việt Nam. Cuối tháng 1 vừa qua, lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League và AFC Cup được tổ chức tại Malaysia. Hai giải đấu này sẽ được tổ chức thi đấu tập trung ở một địa điểm, chứ không diễn ra theo thể thức sân nhà sân khách nhằm đối phó với dịch Covid-19. Viettel thuộc bảng F của AFC Champions League 2021 diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5. Trong khi đó, Hà Nội FC và Sài Gòn FC nan giải hơn khi các trận vòng bảng AFC Cup diễn ra vào thời điểm cuối tháng 6. Đội tuyển Việt Nam không cần thực hiện cách ly khi sang nước khác thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chia sẻ với báo Thanh Niên, một quan chức của VFF cho biết, nếu cách ly 14 ngày thì giải đấu sẽ bị đổ vỡ kéo theo kế hoạch của vòng loại World Cup. Vòng chung kết World Cup sẽ không diễn ra được đúng thời gian đã ấn định. Do đó, AFC buộc phải tạo điều kiện cho các đội. Rất có thể một trong hai quốc gia sau sẽ được AFC lựa chọn, hoặc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc Qatar. Việc bớt quy định cách ly đối với các đội tuyển khi nhập cảnh không có nghĩa là AFC không coi trọng vấn đề kiểm dịch. AFC vẫn đặt sự an toàn tuyệt đối lên trên hết nên mới yêu cầu phải xét nghiệm thành nhiều lần khác nhau. Cerezo Osaka đã công bố danh sách đăng ký cho mùa giải 2021 và thủ thành Văn Lâm đã được trao chiếc áo số 1. Trước đó, áo số 1 ở mùa giải trước của Cerezo Osaka được dành cho thủ thành Takumi Nagaishi. Mặc dù được trao chiếc áo số 1, nhưng Văn Lâm sẽ không dễ dàng cạnh tranh số 3 chính ở Cerezo Osaka. Ưu tiên số 1 của đội bóng này trong khung gỗ vẫn là Kim Jin-hyun, khoác áo số 21. Người gác đến 34 tuổi người Hàn Quốc là công thần của Cerezo Osaka vì đã khoác áo câu lạc bộ này từ năm 2009 cho tới nay. Ở tuổi 27, Văn Lâm đang ở độ chín của sự nghiệp, vì vậy truyền thông Nhật Bản vẫn đánh giá cao cơ hội ra sân của thủ thành người Việt Nam tại J-League 1 mùa giải 2021. Tiền đạo Carlos Tevez không thể tham dự trận đấu với Newell's Old Boys vì phải chịu tang cha nuôi. Theo truyền thông Argentina, ông Segundo Raimundo Tevez qua đời do biến chứng sức khỏe sau khi nhiễm Covid-19. Trước đó, cha nuôi của Carlos Tevez nhiễm bệnh và đánh bại Covid vào cuối năm ngoái. Trên Twitter, câu lạc bộ Boca Juniors đã xác nhận việc Carlos Tevez không dự trận đấu với Newell's Old Boys vì cha nuôi của anh qua đời. Ngoài ra, đội bóng Argentina còn gửi lời chia buồn đến chân sút 37 tuổi cùng gia đình. Sau khi hay tin ông Segundo Raimundo Tevez qua đời, rất nhiều đồng đội, bạn bè và người thân đã gửi lời chia buồn và động viên Carlos Tevez.